Chào mừng các em đến với tiết học môn địa lý lớp 12 hôm nay trên đài phát thanh truyền hình Quảng Nam. Ở các tiết học trước, các em đã được tìm hiểu về năm vùng kinh tế Trung Du miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Trước khi vào bài học mới hôm nay, cô có một câu hỏi dành cho các em. Các em nhìn lên trên màn hình. Bên trái của các em là nhóm gồm 5 đặc điểm của các vùng kinh tế đã học. Và bên phải của các em là tên của 5 vùng kinh tế. Cô có một câu hỏi như sau. Các em hãy nối các đặc điểm bên trái với các vùng kinh tế đã học bên phải cho tương ứng. Bây giờ các em có thời gian 10 giây để suy nghĩ và trả lời. 10 giây bắt đầu. Đã hết 10 giây, các em có câu trả lời của mình chưa? Hãy cùng nhìn lên trên màn hình để đối chiếu với câu trả lời của cô nhé. Thứ nhất, đặc điểm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành là đặc trưng của vùng đồng bằng sông Hồng. Thứ hai, vấn đề hình thành cơ cấu nông lâm ngư nghiệp là đặc trưng kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ. Thứ ba, thế mạnh về trồng cây công nghiệp nhiệt đới là đặc trưng của vùng Tây Nguyên. Thứ tư, thế mạnh về phát triển tổng hợp kinh tế biển mà các em được học đó là đặc trưng của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Và thế mạnh về trồng cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ong đới là thế mạnh của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Như vậy, các em đã nắm được những cái đặc điểm về 5 vùng kinh tế mà các em đã được học. Hôm nay, cô sẽ đưa các em đến tìm hiểu một vùng kinh tế nữa ở khu vực phía Nam nước ta. Đó chính là vùng Đông Nam Bộ với cái đặc trưng kinh tế. Các em tìm hiểu bài 39, sách giáo khoa trang 176. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ. Với bài học này, các em có các nội dung chính như sau. Thứ nhất là phần khái quát chung. Thứ hai là các thế mạnh và hạn chế của vùng. Phần này các em được giảm tải chương trình. Thứ ba, các em sẽ tìm hiểu về vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu. Trong phần này các em gồm có 4 nội dung. Thứ nhất là trong công nghiệp. Thứ hai là trong khu vực dịch vụ. Thứ ba là trong nông lâm nghiệp. Và thứ tư là trong phát triển tổng hợp kinh tế biển. Bây giờ các em cùng tìm hiểu nội dung thứ nhất, phần khái quát chung. Trong phần khái quát chung này, các em mở Atlas cho cô trang 29. Kết hợp giữa Atlas trang 29 với lượt đồ và bản đồ trên màn hình. Thì trong phần khái quát chung này, các em cần nắm cho cô một số đặc điểm về phạm vi lãnh thổ, vị trí địa lý, diện tích, dân số và đặc điểm khái quát nổi bật về kinh tế của vùng Đông Nam Bộ. Trước tiên, các em tìm hiểu về phạm vi lãnh thổ. Các em quan sát trên màn hình. Thì vùng Đông Nam Bộ về phạm vi lãnh thổ gồm có 6 tỉnh. Các em dễ dàng xác định được tên các tỉnh dựa trên các chữ in hoa, tô màu nào. Và để cho rõ ràng thì các em nhìn bên này. Đông Nam Bộ gồm có 6 tỉnh và thành phố tương đương cấp tỉnh. Thứ nhất là thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thứ ba là Đồng Nai. Thứ tư là Bình Phước. Thứ năm là Bình Dương. Và thứ sáu là Tây Ninh. Thứ hai, về mặt vị trí địa lý, các em nhìn trên bản đồ. Về mặt vị trí địa lý, Đông Nam Bộ giáp với 3 vùng. Thứ nhất là Duyên Hải Nam Trung Bộ. Thứ hai là Tây Nguyên. Thứ ba là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, Đông Nam Bộ còn giáp với Campuchia và giáp với Biển Đông. Với vị trí địa lý như vậy thì Đông Nam Bộ rất thuận lợi cho việc mở rộng giao lưu với các vùng và nước Campuchia, có thể điều kiện thuận lợi để phát triển tổng hợp về kinh tế biển. Tiếp theo, các em quan sát trên màn hình về diện tích và dân số của vùng Đông Nam Bộ. Đông Nam Bộ có diện tích là 23,6 nghìn km vuông, chiếm 7,1% diện tích cả nước. Về dân số, năm 2014 là 15,8 triệu người, chiếm 17,4% dân số cả nước. Như vậy, có thể nói Đông Nam Bộ là vùng có diện tích vào loại nhỏ, số dân vào loại trung bình.
Trước em cùng quan sát nội dung bảng số liệu sau. Một số chỉ số kinh tế của vùng Đông Nam Bộ so với cả nước năm 2014. Các em có nhận xét gì về một số chỉ số của vùng Đông Nam Bộ so với cả nước? Với câu hỏi này, các em nhìn lên trên màn hình. Các chỉ số của vùng Đông Nam Bộ so với cả nước về tổng sản phẩm trong nước, về giá trị sản xuất công nghiệp, về giá trị hàng xuất khẩu, về tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và về tổng mức bán lẻ hàng hóa. Các chỉ số của vùng Đông Nam Bộ so với cả nước các em nhìn thấy trên màn hình thì nhìn chung rất là cao, chiếm tỷ trọng gần 50% hoặc cao hơn 50%. Thứ nhất, về tổng sản phẩm trong nước của vùng Đông Nam Bộ thì Đông Nam Bộ là vùng dẫn đầu cả nước về tổng sản phẩm trong nước GDP. Thứ hai, về giá trị sản xuất công nghiệp, vùng Đông Nam Bộ cũng dẫn đầu cả nước. Thứ ba, về giá trị hàng xuất khẩu, Đông Nam Bộ cũng dẫn đầu cả nước về giá trị hàng xuất khẩu. Thứ tư, về tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Đông Nam Bộ dẫn đầu cả nước. Chúng ta thấy rằng Đông Nam Bộ là vùng có nền kinh tế phát triển mạnh nhất nước ta. Về tổng mức bán lẻ hàng hóa cũng chiếm tỷ trọng rất cao, 61,2%. Và Đông Nam Bộ là vùng có nền kinh tế hàng hóa sớm phát triển. Các ngành kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ đều phát triển mạnh hơn so với các vùng khác trong cả nước. Và với những ưu thế về vị trí địa lý, về nguồn lao động lành nghề, về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, lại thu hút được vốn đầu tư nước ngoài, sử dụng hiệu quả các vùng tài nguyên, Đông Nam Bộ là vùng có nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng rất cao, dẫn đầu cả nước. Và vấn đề đặt ra cho vùng là vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu, là vấn đề tiêu biểu trong sự phát triển kinh tế của vùng. Thế nào là khai thác lãnh thổ theo chiều sâu? Các em tìm hiểu phần khái niệm. Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu được hiểu là việc nâng cao hiệu quả khai thác lãnh thổ trên cơ sở đẩy mạnh đầu tư vốn, khoa học công nghệ nhằm khai thác tốt các nguồn lực về tự nhiên và kinh tế xã hội, đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, gắn với việc giải quyết tốt các vấn đề về xã hội và bảo vệ môi trường. Như vậy, trong khái niệm về khai thác lãnh thổ theo chiều sâu, các em cần chú ý, ngoài việc duy trì về tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, thì cần chú ý đến vấn đề về xã hội và bảo vệ môi trường. Đây cũng chính là mục đích của sự phát triển nền kinh tế bền vững. Như vậy, các em đã tìm hiểu được một số nét khái quát về vị trí địa lý, lãnh thổ, diện tích, dân số và đặc trưng về khai thác lãnh thổ theo chiều sâu của vùng Đông Nam Bộ. Bây giờ, các em chuyển sang nội dung tiếp theo. Phần 2 La Mã, các thế mạnh và hạn chế của vùng. Phần 2 này thì được giảm tải chương trình, cho nên các em có thể nghiên cứu đọc thêm ở sách giáo khoa. Các em tìm hiểu sang nội dung tiếp theo. Mục 3 La Mã, vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu. Các em đã vừa tìm hiểu thế nào là khai thác lãnh thổ theo chiều sâu rồi. Bây giờ đối với nội dung phần này, các em sẽ có 4 cái nội dung chính để tìm hiểu. Thứ nhất là tìm hiểu về khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp. Thứ hai là trong khu vực dịch vụ. Thứ ba là trong nông lâm nghiệp. Và thứ tư là phát triển tổng hợp kinh tế biển. Bây giờ các em vào tìm hiểu nội dung thứ nhất. Một nhỏ trong công nghiệp. Các em cũng tiếp tục sử dụng Atlas trang 29. Trong công nghiệp các em sẽ tìm hiểu hai nội dung. Một là thực trạng và hai là các giải pháp để khai thác lãnh thổ theo chiều sâu. Thứ nhất, về thực trạng. Cô có một câu hỏi như sau. Dựa vào Atlas địa lý Việt Nam trang 29, em hãy nhận xét về các trung tâm công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ. Để trả lời câu hỏi này, các em nhìn lên trên bản đồ trên màn hình. Chắc có lẽ các em cũng đã nắm được ký hiệu của các trung tâm công nghiệp là các vòng tròn tô màu đỏ. Và để nhận xét về các trung tâm công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ thì các em cần nhận xét ở hai khía cạnh. Thứ nhất là quy mô và thứ hai là về cơ cấu ngành. Thứ nhất, về quy mô, các em chú ý ở đây, trung tâm công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đối chiếu với Atlas trang số 3 thì thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp có quy mô rất lớn ở nước ta.
từ trên 120.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Trung tâm Công nghiệp Vũng Tàu, Biên Hòa và Thủ Dầu Một có quy mô từ 40 đến 120.000 tỷ đồng. Thứ hai, về cơ cấu. Các em thấy cơ cấu ngành của các trung tâm công nghiệp hết sức là đa dạng. Về cơ cấu ngành, Đông Nam Bộ có cơ cấu ngành rất đa dạng, phát triển cả các ngành công nghiệp truyền thống và các ngành công nghiệp hiện đại. Và với những ưu thế nổi bật của vùng thì vùng phát triển mạnh các ngành công nghệ cao như sản xuất ô tô, điện tử, hóa chất, phân bón. Và Đông Nam Bộ là vùng chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước. Vùng Đông Nam Bộ chiếm trên 50% về giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước. Tuy nhiên, việc phát triển công nghiệp của vùng gặp một số khó khăn. Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được sự phát triển công nghiệp như thiếu năng lượng và giao thông vận tải. Bây giờ, các em quan sát một số hình ảnh về các ngành công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ. Như ngành điện tử, chế tạo ô tô, hóa chất phân bón hay là luyện kim. Thì với những cái thực trạng như trên, hướng phát triển công nghiệp theo chiều sâu ở vùng Đông Nam Bộ như thế nào? Các em sang phần B, về giải pháp. Về giải pháp, trước tiên là tăng cường cơ sở năng lượng. Trong vùng thì việc giải quyết vấn đề năng lượng dựa trên các hướng khác nhau. Thứ nhất là xây dựng các nhà máy thủy điện. Trong vùng thì có nhà máy thủy điện Trị An, là nhà máy thủy điện lớn nhất của vùng Đông Nam Bộ, có công suất trên 400 MW. Nhà máy thủy điện Cần Đơn và Thác Mơ trên sông Bé. Thứ hai, vùng phát triển các nhà máy nhiệt điện như nhà máy nhiệt điện Túc Binh Khí Phú Mỹ, nhà máy nhiệt điện Bà Rịa. Ngoài ra, trong vùng còn xây dựng các nhà máy nhiệt điện chạy bằng dầu phục vụ các khu chế xuất như Hiệp Phước và Thủ Đức ở Hồ Chí Minh. Trong vùng thì để giải quyết vấn đề năng lượng điện còn sử dụng điện lưới quốc gia thông qua đường dây siêu cao áp 500 kV, xây dựng các đường dây và các trạm biến áp trung và hạ thế. Giải pháp thứ hai trong phát triển công nghiệp theo chiều sâu của vùng Đông Nam Bộ, mở rộng quan hệ đầu tư với nước ngoài. Thì vùng Đông Nam Bộ dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài. Thứ ba, và cần chú ý quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường trong phát triển công nghiệp. Như vậy, các em quan sát một số hình ảnh sau. Đây là hình ảnh của nhà máy thủy điện Trị An, nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ. Hình ảnh các đường dây siêu cao áp 500 kV Hòa Bình Phú Lâm và các trạm biến áp 500 kV. Đặt ra trong phát triển công nghiệp của vùng. Tại sao ở Đông Nam Bộ việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp cần phải luôn quan tâm đến vấn đề môi trường? Các em quan sát một số hình ảnh sau. Qua các hình ảnh này, có lẽ các em cũng đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi này. Thì các em biết rằng hoạt động công nghiệp là hoạt động có tác động mạnh nhất đến môi trường như đất, nước và không khí, nhất là việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu. Thứ hai, ở vùng Đông Nam Bộ là vùng có diện tích nhỏ. Diện tích rừng tuy không lớn nhưng chủ yếu là rừng đầu nguồn, rất nhạy cảm trước những tác động của môi trường. Vùng Đông Nam Bộ có mạng lưới sông ngòi dày đặc và ở các lưu vực sông là thường là nơi tập trung các khu công nghiệp và các khu chế xuất với lượng chất thải rất là lớn. Như vậy, một sự thay đổi tác động không nhỏ Như vậy, một sự thay đổi của môi trường đều có ảnh hưởng rất lớn đến tự nhiên, dẫn đến là tình trạng ô nhiễm môi trường đất, ô nhiễm môi trường nước, môi trường không khí, ảnh hưởng đến đa dạng sinh học, ảnh hưởng đến cả đời sống của người dân và từ đó ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái môi trường. Như vậy, trong phát triển công nghiệp của vùng cần phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề môi trường. Các em vừa tìm hiểu xong vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp. Bây giờ các em sang phần thứ hai, vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong khu vực dịch vụ.
Giống như phần trước, các em sẽ tìm hiểu về thực trạng và các giải pháp. Trước tiên là về thực trạng. Các em quan sát bảng số liệu về cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế của Đông Nam Bộ. Các em chú ý vào khu vực dịch vụ. Các em có nhận xét gì về tỷ trọng của dịch vụ trong cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế của Đông Nam Bộ? Thì tỷ trọng của ngành dịch vụ năm 2007 là 28,7%, năm 2014 là 42,7%. Ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế của vùng và khu vực dịch vụ cơ cấu ngành ngày càng đa dạng. Hiện nay, Đông Nam Bộ dẫn đầu cả nước về sự tăng nhanh và phát triển có hiệu quả các ngành dịch vụ. Từ thực trạng đó, thì hướng khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong khu vực dịch vụ. Thứ nhất là hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Thứ hai, đa dạng hóa các hoạt động dịch vụ, nhất là các hoạt động liên quan đến ngân hàng, hàng hải, thông tin hay là thương mại. Các em quan sát một số hình ảnh sau về sự đa dạng hóa các hoạt động dịch vụ ở vùng Đông Nam Bộ. Tiếp theo, các em tìm hiểu sang nội dung thứ ba, vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong nông và lâm nghiệp. Trong phần này, cô tách thành hai nội dung. A là các em tìm hiểu về trong nông nghiệp và phần B, các em sẽ tìm hiểu về trong lâm nghiệp. Thì cũng giống như hai nội dung các em đã học, thì trong mỗi nội dung trong nông nghiệp, các em cần tìm hiểu về thực trạng và giải pháp. Về thực trạng phát triển nông nghiệp, các em quan sát trên Atlas trang 29. Đông Nam Bộ là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất nước ta, phát triển cả cây công nghiệp lâu năm và cây công nghiệp hàng năm. Về cơ cấu cây công nghiệp, các cây công nghiệp lâu năm như cao su, cà phê, tiêu, điều. Các cây công nghiệp hàng năm như mía, thuốc lá, lạc, ngoài ra còn có đậu tương. Mía và đậu tương là những cây công nghiệp hàng năm chủ yếu của vùng. Về cây cao su, thì Đông Nam Bộ là vùng trồng cao su có diện tích lớn nhất nước ta. Ngoài ra, cây cà phê là vùng trồng cà phê lớn thứ hai ở nước ta sau Tây Nguyên. Cây cà phê được trồng nhiều ở các tỉnh như Đồng Nai và Bình Phước. Tuy nhiên, khó khăn trong phát triển nông nghiệp của vùng là mùa khô kéo dài từ 4 đến 5 tháng, gây tình trạng thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp. Như vậy, với thực trạng trên, thì giải pháp phát triển nông nghiệp của vùng Đông Nam Bộ như thế nào? Các em sang nội dung tiếp theo về giải pháp. Thứ nhất, vấn đề thủy lợi có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Nhiều công trình thủy lợi đã được xây dựng ở vùng Đông Nam Bộ như công trình thủy lợi Dầu Tiếng trên sông Sài Gòn thuộc tỉnh Tây Ninh đã được đưa vào sử dụng từ năm 1985. Thứ hai, công trình thủy lợi Phước Hòa thuộc hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước. Công trình này đã được đưa hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 11 năm 2011. Hồ Dầu Tiếng và Hồ Phước Hòa đã trở thành những biểu tượng của vùng kinh tế Đông Nam Bộ. Tại sao việc xây dựng các công trình thủy lợi lại có ý nghĩa hàng đầu trong nông nghiệp của vùng Đông Nam Bộ? Thì các em biết rằng Đông Nam Bộ là vùng có khí hậu mang tính chất cận xích đạo, có hai mùa rõ rệt, mùa mưa và mùa khô. Mùa khô kéo dài từ 4 đến 5 tháng, gây nên tình trạng thiếu nước cho sản xuất. Mùa mưa thì gây ngập ống. Vì vậy, các công trình thủy lợi vừa cung cấp nước vào mùa khô, vừa tiêu nước vào mùa mưa. Thứ hai, làm tăng thêm diện tích đất trồng, tăng hệ số sử dụng đất và từ đó khả năng đảm bảo lương thực thực phẩm của vùng lớn hơn. Ngoài vấn đề thủy lợi có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, thì Đông Nam Bộ còn thay đổi cơ cấu cây trồng. Những giống cao su có năng suất mũ thấp được thay thế bằng những giống cao su có năng suất mũ cao hơn, ứng dụng công nghệ trồng mới, từ đó đem lại năng suất và sản lượng rất cao. Như vậy, trong giải pháp phát triển nông nghiệp, các em cần nhớ cho cô hai nội dung về phát triển thủy lợi và thứ hai là thay đổi cơ cấu cây trồng. Bây giờ cô mời các em theo dõi một số hình ảnh về các cây công nghiệp lâu năm ở vùng Đông Nam Bộ. Cây cao su, điều, trong đó cao su là vùng trồng cao su lớn nhất của nước ta.
cây tiêu, cà phê. Cây công nghiệp hàng năm tiêu biểu của vùng là mía và đậu tương. Như vậy, các em vừa tìm hiểu xong phần khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong nông nghiệp. Bây giờ các em sang phần B, trong lâm nghiệp. Chúng ta tìm hiểu thứ nhất về vai trò. Thì Đông Nam Bộ có diện tích rừng tuy không lớn, nhưng chủ yếu là rừng đầu nguồn, có vai trò rất là quan trọng. Ngoài việc cung cấp gỗ, dân dụng, nguyên liệu để làm giấy, thì rừng ở Đông Nam Bộ có vai trò quan trọng trong việc duy trì đa dạng sinh học, đảm bảo cân bằng sinh thái môi trường. Thứ hai, về giải pháp. Như vậy, thì hướng phát triển lâm nghiệp theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ, thứ nhất là cần bảo vệ vốn rừng trên thượng lưu của các sông. Thứ hai, phục hồi và phát triển các vùng rừng ngập mặn. Thứ ba, bảo vệ các vườn quốc gia và khu dự trữ sinh quyển. Các em vừa tìm hiểu xong nội dung về khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong nông lâm nghiệp. Các em tìm hiểu sang nội dung thứ tư. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong phát triển tổng hợp kinh tế biển. Trong phát triển tổng hợp kinh tế biển, chúng ta tìm hiểu thứ nhất về tiềm năng. Về tiềm năng, Đông Nam Bộ là vùng có tài nguyên sinh vật biển rất là phong phú do nằm gần ngư trường lớn là ngư trường Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu. Dầu khí ở vùng thềm lục địa có một số mỏ lớn như Hồng Ngạp, Rạng Đông, Bạch Hổ, Rầm. Về tài nguyên du lịch biển đảo của vùng rất đa dạng và có điều kiện để phát triển vận tải biển rất thuận lợi. Với những tiềm năng đó thì thực trạng phát triển kinh tế biển của vùng. Thứ nhất, phát triển ngành đánh bắt xa bờ và nuôi trồng thủy sản. Thứ hai, phát triển ngành khai thác và chế biến dầu khí. Thì ngành khai thác dầu khí ở vùng Đông Nam Bộ đã phát triển. Ngành khai thác dầu khí ở vùng Đông Nam Bộ đã bắt đầu từ năm 1986. Việc khai thác với quy mô ngày càng lớn, có sự hợp tác của nhiều nước đã có tác động mạnh đến sự phát triển kinh tế của vùng, nhất là ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Việc phát triển công nghiệp lạp hóa dầu và các dịch vụ dầu khí đã làm thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và làm sự phân hóa lãnh thổ của vùng Đông Nam Bộ. Phía Bắc của vùng Đông Nam Bộ chủ yếu phát triển các vùng trồng cây công nghiệp. Vùng phía Nam của vùng Đông Nam Bộ chủ yếu phát triển về công nghiệp và du lịch. Thực trạng thứ ba, về phát triển du lịch biển. Vũng Tàu là trung tâm du lịch biển của vùng và của cả nước. Thứ tư, về giao thông vận tải biển, thì vùng có nhiều điều kiện thuận lợi để xây dựng các cảng biển và lớn nhất trong vùng như cảng Vũng Tàu, cảng Sài Gòn. Các em vừa tìm hiểu về tiềm năng và thực trạng phát triển kinh tế biển của vùng. Chúng ta sang phần C về giải pháp. Về giải pháp thì cần chú ý đến giải quyết vấn đề về môi trường trong quá trình khai thác, vận chuyển và chế biến dầu mỏ. Vì sao như vậy? Thì các em biết rằng hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến dầu mỏ là hoạt động rất dễ gây ô nhiễm môi trường biển. Thứ hai, ở vùng biển thì không chỉ có hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến dầu mỏ mà còn có nhiều ngành kinh tế khác như nghề cá, về du lịch biển. Như vậy, cần phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề về môi trường trong quá trình khai thác, chế biến và vận chuyển dầu mỏ. Và các em đã tìm hiểu xong về vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp, trong dịch vụ, trong nông lâm nghiệp và trong phát triển kinh tế biển. Cô tóm tắt lại thành bản sao chúng ta để dễ ghi nhớ. Và để củng cố bài học thì các em sẽ cùng tham gia vào trò chơi của cô là đẩy lui dịch bệnh. Chúng ta bắt đầu với trò chơi đẩy lui dịch bệnh. Về hướng dẫn, các em có thể chọn bất kỳ câu hỏi nào từ số 1 đến số 5. Với mỗi câu trả lời đúng, học sinh sẽ có thêm kháng thể để đẩy lui được một virus gây bệnh. Các em hình dung là virus corona và các kháng thể. Các em có muốn có nhiều kháng thể để tiêu diệt virus corona hay không? Thì các em trả lời thật chính xác các câu hỏi trắc nghiệm của cô. Bây giờ cô sẽ chọn một câu hỏi, ví dụ như câu hỏi số 3.
Biện pháp nào quan trọng nhất để khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong nông nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ? A. Phát triển các công trình thủy lợi. B. Mở rộng các vườn quốc gia, khu bảo tồn. C. Thay đổi cơ cấu cây công nghiệp. Và D. Bảo vệ rừng đầu nguồn các sông. Với câu hỏi này, các em đã có phương án trả lời của mình chưa? Đáp án của chương trình là đáp án A. Nếu trả lời đúng, các em sẽ nhận được một kháng thể để tiêu diệt virus corona. Tiếp tục, chúng ta chọn câu hỏi số 1. Phát biểu nào sau đây không đúng với vùng Đông Nam Bộ? A. Dẫn đầu cả nước về GDP. B. Dẫn đầu cả nước về giá trị sản lượng công nghiệp. C. Dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. D. Dẫn đầu cả nước về dân số. Với câu hỏi này, các em dựa vào những kiến thức ở phần khái quát chung, các em dễ dàng chọn được đáp án đúng của chương trình là đáp án D. Câu hỏi tiếp theo, chúng ta chọn câu hỏi số 4. Nguyên nhân chủ yếu làm cho vùng Đông Nam Bộ dẫn đầu cả nước về giá trị sản xuất công nghiệp là A. Nguồn lao động có tay nghề, cơ sở hạ tầng tốt. B. Khai thác hiệu quả các thế mạnh vốn có. C. Khả năng thu hút đầu tư nước ngoài lớn. D. Có trữ lượng dầu khí lớn nhất nước ta. Với câu hỏi này thì các em cần suy nghĩ cho kỹ, vì bốn phương án cũng đều là những nguyên nhân làm cho giá trị sản xuất của Đông Nam Bộ dẫn đầu cả nước. Tuy nhiên, chúng ta chọn đáp án đúng nhất, chủ yếu nhất ở đây là đáp án B, khai thác hiệu quả các thế mạnh vốn có. Câu hỏi số 2. Biện pháp cần thực hiện để phát triển lâm nghiệp theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ là A. Xây dựng các công trình thủy lợi. B. Thay đổi cơ cấu cây công nghiệp. C. Phát triển diện tích rừng ngập mặn. D. Mở rộng thêm diện tích đất trồng. Các em chú ý đến từ khóa của câu hỏi là trong ngành lâm nghiệp. Với câu hỏi này thì chúng ta chọn đáp án C. Phát triển diện tích rừng ngập mặn. Câu hỏi số 5. Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển công nghiệp dầu khí ở vùng Đông Nam Bộ là A. Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu ngành, tạo các việc làm. B. Phát huy thế mạnh, giải quyết tốt nhiều vấn đề xã hội. C. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao vị thế của vùng. D. Thu hút lao động kỹ thuật cao, mở rộng quan hệ quốc tế. Với câu hỏi này, các em cần chú ý đọc kỹ để chọn ra ý nghĩa chủ yếu nhất dựa trên kiến thức nội dung phần số 4, khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong phát triển tổng hợp kinh tế biển. Đáp án của câu hỏi này là C. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao vị thế của vùng. Như vậy, các em vừa tham gia vào trò chơi đẩy lùi dịch bệnh của cô. Với trò chơi này, các em có được mấy câu trả lời đúng? Cô hy vọng rằng các em sẽ trả lời đúng được nhiều câu hỏi của cô để có thêm nhiều kháng thể tiêu diệt được virus corona. Cô vừa hướng dẫn các em học xong, tìm hiểu xong bài 39, vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ, củng cố kiến thức bài học. Và cô hy vọng rằng về nhà các em sẽ tiếp tục đọc thêm sách giáo khoa, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm để củng cố lại kiến thức của bài học. Chúc các em vui, khỏe, chăm ngoan, học giỏi. Cô thân ái chào tạm biệt các em.